Rồi, hello, mến chào các bạn nha. Thì cũng lâu rồi không có quay video clip. Nay chắc cũng gần 2 tháng rồi các bạn ơi. Thì mình cũng lâu quá thì cũng nhớ anh em, nên nay mình trở lại mình quay video clip. Thì do lúc trước là cái tình hình là mình mắc bận công chuyện nhiều quá, với lại cái mùa vụ của cái đáp sầu riêng Mỏng Thon thì cũng đã bán rồi. Thì bây giờ thì cái đám ghi sáu thì mình cũng bán, vừa mới kết thúc giao cuối các bạn. Thì coi như là công chuyện thì cũng tạm ổn rồi, chuẩn bị với bước vào cái khâu mà mình phục hồi cái cây sầu riêng nó sau thu hoạch ha. Thì rồi mình sẽ quay mình chia sẻ sau thu hoạch cho các bạn xem cho nó rõ ràng ha, nó đơn giản thôi, nó rất là đơn giản dễ làm mà nó hiệu quả nha các bạn. Không cần phải sử dụng thuốc này thuốc kia chi cho nó mất tiền, mà mình không có nắm được nữa, thì quy trình của nông dân thì sau đó sẽ chia sẻ đơn giản thôi. Thì nay thì cũng rảnh rỗi thì quay cho anh em tâm sự với anh em một chút, và cũng sẵn mình chia sẻ luôn cái một cái vấn đề này, nó cũng mình nghĩ là nó cũng khá là hay các bạn, nó cũng khá là thú vị đó. Tại vì lúc trước thì trong cái cũng có cái video clip trước á, thì mình cũng có quay cái chuyện mà cái cây sầu riêng Mỏng Thon các bạn, mà mình không có xử lý ra bông bằng phát lo hay gì hết, hay tạo mầm gì hết, nhưng mà nó tự động thì nó cũng ra bông được, thì nó đậu trái, thì mình quyết định mình nuôi trái nó luôn đó các bạn. Các bạn nào xem những cái clip trước thì các bạn sẽ nhớ ha. Thì nay sẽ một cái chủ đề là mình sẽ quay cái cây này cho các bạn xem luôn ha. Tại vì cái lúc trước mà cái cây này mình có nói các bạn có quay là cái nó bị cái trái mà nó cái dạng mà trái hình ống trục các bạn, có nghĩa là trái nó cái mẫu trái nó dài, cái trậu trái dài thường thài dài bất thường ha, mà cái chiều ngang nó không có, thì nó dạng đầu đít thì nó cũng dài như nhau, nó không có phì được cái học ha. Gọi là cái sầu riêng sau khi đậu trái mà nó cái có hình nó biến dạng kiểu hình ống trục như vậy đó, mình nhìn rất là dễ nhận biết các bạn, nó sẽ không có phì được chiều ngang ha. Nếu mà cái đó thì nếu mà các bạn sử dụng mà các bạn nuôi phân ha, nuôi thuốc mà không đúng thì cái mẫu trái đó là mình cái mẫu trái đó bỏ không xài được các bạn. Nhưng mà sau một cái thời gian mình sử dụng cái loại thuốc á, cái chai sữa tướng các bạn, cái chai tên gọi nó là sữa tướng đó, thì mình cũng có chia sẻ trên cái video clip rồi đó các bạn. Thì các bạn nào cần tham khảo các bạn lục lại video cũ của mình các bạn xem ha. Thì nó nay thì nó cũng rất là hiệu quả các bạn. Mình xịt lần đó hình như mình xịt đâu đó 2-3 lần gì đó, thì hôm nay thì trái sầu riêng nó cũng khá, nó cũng sửa được ha các bạn, nó không có, nó vẫn cái mẫu nó vẫn xài được ha, chứ không có đến nước mà mình phải bỏ hết ha. Thì vì lẽ đó mình thấy được cái hay của đó thì nên mình quay mình chia sẻ cho anh em ha, tham khảo luôn. Rồi, không có nói dài dòng nữa thì giờ bắt đầu vô mình quay cho các bạn xem luôn ha. Các bạn. Ha. Các bạn thấy không? Cái mẫu này các bạn, cái mẫu này. Rồi xin lỗi. Để mình quay lại cái camera sau nha các bạn. Đây các bạn. Đây là cái cây mà lúc trước mình quay nữa các bạn, cách đây hơn 3 tháng ha. Hiện nay nó cũng đã lớn rồi nè các bạn. Đây cái mẫu trái hiện tại thì nó như thế này nha các bạn. Nó cái lúc trước là mình cũng đã quay đó. Thì cái mẫu trái dạng nó dài lắm nha bạn, mà là cái đầu đít thì nó giống như nhau, nó không có phì chiều ngang. Nhưng mà cái kiểu hình ống trục mà gai nó không chạy á, nó không nở á. Thì nếu mà cái thời điểm đó mà các bạn sử dụng thuốc ha, phân thuốc ha, các bạn đi phân ha, các bạn xịt thuốc không đúng, thì cái mẫu trái nó sẽ không có phì được chiều ngang, và nó không lớn được, thì cái đó là bắt buộc mình phải lãi bỏ ha các bạn. Nhưng mà hiện tại thì khi qua cái thời gian mà Út đã sử dụng cái chai sữa tướng ha, này cách đây khoảng 3 tháng cỡ 3 tháng á, thì là trái mẫu trái nó đã phì hết các bạn, tròn học ha. Đó, bạn thấy không? Học thì muối nè, nó nở ha. Cũng tương đối đầy học ha các bạn. Các bạn nhìn các bạn quan sát các bạn cũng biết ha. Nó tương đối đầy học, chứ không phải là nó lép, nó xương hay nó thiếu học ha các bạn. Đó. Mình quay vòng cho các bạn xem ha. Đó. Bạn thấy rõ không? Đó. Thì muối nào ra muối đó các bạn, cái trái mẫu trái vẫn tròn bình thường. Đó, sửa bằng cái chai sữa tướng này rất hiệu quả ha. Các bạn yên tâm về cái loại thuốc này ha các bạn. Đó, trái nào cũng như thế nấy thôi các bạn, chứ không phải quay một hai trái ha. Thì trên cây có nhiều trái thì quay nhiều trái ha.
các bạn, tay ở dưới cũng vậy luôn ha, nó rất là tròn ha, đẹp ha. Đó. Cái này là nó không có chuyện xương nha các bạn, nó đã có mẫu trái nó tròn mà nó đầy học là không bao giờ xương, nhưng mà các bạn biết nó cái mẫu vậy là vô hàng gì không rồi, mẫu vậy là hàng vô hàng heo nha các bạn, nó hàng gọi là dân miền Tây mình đây gọi là hàng con heo nha, nó rất là nặng ký, rất là bự, rất là nặng ký ha. Đó, là tái tầm khoảng 6-7 kg á, thì nói vui là tầm như con heo con các bạn, nó dân miền Tây nó gọi là vô hàng heo, thì cái mẫu này nó sẽ không đạt nha các bạn, đó, lái nó sẽ giạt ha. Đó, nhưng mà cái này, cái cây này thì không có quan trọng các bạn, tại vì cái cây này út nó còn nhỏ quá, cái này cái dạng cây tơ mà không có xịt phát lo gì hết nên nó tự động nó ra, thì nếu mà thấy mình lấy trái được thì mình lấy, còn không lấy được thì mình bỏ cũng không sao, nhưng mà cái lúc trước á thì cái cuốn nó vẫn bự ha, vẫn to bự bình thường thì cái này thì nó vẫn nuôi tái tốt ha bạn, bạn thấy cái cuốn không, nó vẫn là to mập ha, cuốn mà trước là út nói là cái cuốn là những cái cuốn mà sầu riêng mà không có xử lý bằng phát lo thường thì nó sẽ ra hình cái cuốn dài ha các bạn, nó sẽ rất là dễ rụng trái ha, rụng đĩa đó các bạn, cái đĩa ngay chỗ này ha các bạn, nó sẽ mất cái liên kết đĩa ngay chỗ này thì nó sẽ rụng ha, này nó hình thành cái tầng gời các bạn, nó sẽ mất cái liên kết ngay chỗ này thì bắt buộc thì nó sẽ rụng ha. Nhưng mà các bạn sử dụng thuốc nào đậu trái ha, gì các loại thuốc mà nó không đúng ha, hoặc là các bạn đi phân ở dưới gốc nó không đúng thì nó sẽ dễ buông cái tầng gời này thì nó gây ra hiện tượng nó rụng trái hàng đọt ha. Đó. Còn cây này thì nói chung là nó cũng lúc trước thì nó đậu cũng khoảng mấy chục trái các bạn, nhưng mà nó vẫn rất là nhiều ha, thì nó đậu hiện tại bây giờ thì trên cây cũng còn được cỡ chục hơn các bạn, chục 12 trái gì đó, út điểm sơ sơ đó, thì nó cũng tuy là nó không có nó không có bị xương ha, nó sửa lại nó không bị xương, nhưng mà tại vì cái số lượng trái ở trên cây nó ít so với cái lực cây ha, cái lực cây thì nó sẽ dư ha, nó sẽ dư đạm, nó sẽ dư đạm thì cái tái nó sẽ vô hàng heo ha, nhưng mà cái hàng này thì mình lấy tiền cơm, tiền cá, tiền chợ được các bạn, chứ mình không có nhất thiết là mình lấy vô khung, tại vì cái cây này nó còn nhỏ thì mình dưỡng thì qua năm mình sẽ làm chính thức cho nó luôn ha. Còn hiện tại bây giờ thì để chơi cho vui thôi các bạn. Cái này vô hàng heo thì thường thì lái ở đây nó sẽ giạt các bạn, nó sẽ giạt ra hàng heo thì hoặc cái mẫu trái mà nó đủ học ha, như thế này thì nó sẽ giạt ra thành hàng 2 kg 1 các bạn, tức là 2 kg nó tính 1 kg, ví dụ như hàng dù vẫn có giá nha các bạn, giá thì ví dụ như các bạn bán hàng hàng dừa dừa ha, tầm 3 kg 3 kg rưỡi 4 kg gì đó đổ lại gì đó thì giá 75.000 đi, thì cái này nó cũng lấy giá, nếu mà đòi hỏi là cái bầu bạn mẫu trái của bạn đẹp ha, đó, giống như đầy học như thế này thì nó vẫn lấy cái giá mà 75.000, nhưng mà tuy nhiên thì nó sẽ lấy 2 kg 1, tức là ví dụ như cái cây này các bạn thu được ví dụ khoảng 100 kg đi thì nó sẽ trừ ra thì nó sẽ lấy giá 50 kg thôi bạn, nó sẽ tính 50 kg thôi ha, thì nó bỏ nữa các bạn đó, thì 50 kg thì các bạn nhân cho 75.000 kg đi thì các bạn cũng ra được số tiền ha, thì cái đó thì mình kiếm thêm tiền chợ tiền kia cũng được các bạn đó, chứ cái cây này thì không có làm trái nữa đó, các bạn thấy không, đó. Vẫn sữa ha, lên muối ha, cái mỏng thon này sau này nó lớn lên nó rất là dễ dỗ trái lại các bạn, nó là dễ dỗ trái hơn ghi sáng các bạn thấy không, tái tuy nhiên nó bự ha, nó to nhưng mà nó không có bể gai nha các bạn, hoặc là bể gai ít ha, nó các bạn ha, đó. Có cây tái này thì nó bể gai, cái hiện tượng nó bể gai nhẹ thôi thì nó cũng không sao ha, không có đáng kể ha, từ khi mà cái trường hợp cái trái của bạn mà làm mà nó nứt gai ha, gai mà bể tét bét là lái nó vô nó chê ha, rất là khó bán ha, tại vì ghi sáo ôi chứ rồi mẫu thon này nó rất là dễ bị bể gai, nhưng mà các bạn một khi các bạn đi dư đạm hay này kia trong cái quá trình mà các bạn gãi phân đó, hay các bạn xịt thuốc gì đó, nếu mà nó rất là dễ bị bể gai ha, bể như vậy các bạn, bể như vậy các bạn đó, hoặc là bể nhiều hơn ha, hoặc là nó gai nó nở hết cỡ và nó tự động nó nứt ra luôn ha, đó là cái hiện tượng mà bể gai nặng thì lái vô nó sẽ chê ha, hoặc là nó mua rẻ hơn nha các bạn, nó mua rẻ hơn các mẫu trái mà nó không bị bể gai đó, bạn thấy không, đây điển hình là có một cái trái dưới này nữa các bạn, nó bạn thấy không? Nó bể gai nặng ha, trái này thì
Cái này là vô hàng giặt hoặc là hàng kem nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái này ngay cái đường kẻ này nè. Thì nó sẽ giặt ha. Một là vô hàng giặt, hai là vô hàng kem ha các bạn. Hàng kem thì nó rất là rẻ. Đó. Thì cũng mình cũng không quan trọng đâu các bạn. Này chỉ có cái này chỉ có trái này thôi. Còn mấy cái kia thì nó vẫn bình thường. Đó, nó không có vấn đề gì hết. Đó. Rồi. Nay mình quay video này thì sẵn mình nói cho các bạn ha, cái hiệu quả của cái chai thuốc sữa tướng nha các bạn, nó rất là hiệu quả ha, cực kỳ mạnh ha. Nó xài được cho cái trái sầu riêng ống trục. Đó, mình nhấn mạnh một cái điều nữa thì những cái trái này thì lúc trước thì mình cũng dự định là mình lặt bỏ các bạn, nhưng mà sau thời gian mình xịt hai ba cử thì mình thấy nó được các bạn, từ từ nó cũng lớn ha. Lớn rồi nó phì lên. Đó. Thì nó cũng ok, nó các bạn thấy không? Đó. Trái cũng khá là đẹp nha các bạn, chứ không phải là xương sóc xấu xí ha. Đó. Các bạn thấy rồi, cái đít ha. Đít tròn ha. Muối đều ha, nó các bạn thấy không? Đó, rất là đẹp ha. Tuy nhiên thì nó cho nó cái ít thì nó sẽ dư đạm ha. Hoặc là Út cố tình Út rẻ phân nhiều để mình lấy cái số lượng ký ha. Đó. Đó. Đó, lấy số lượng mình lấy ký ha, mình bù qua. Đó. Để mình lấy tiền chợ tiền cá được ha các bạn. Nó các bạn thấy là nó sữa rất là ok ha các bạn. Đó. Đó. Trái móng thon mà cái mẫu dày thì nếu mà nó nhỏ nhỏ xíu nữa, khoảng tầm 4 kg mấy đổ lại thì nó là vô hàng đẹp nha các bạn. Đó. Rồi, ok, video đây kết thúc các bạn. Đó, các bạn có thắc mắc gì cứ comment bên dưới ha. Thì nếu mà yêu thích Út Nông Dân thì xin cho Út Nông Dân một lượt like và một lượt đăng ký kênh ha các bạn, để mình có động lực để mình quay ra tiếp những cái video mà mới lạ, ít có ai chia sẻ các bạn. Đó. Cho các bạn tham khảo ha. Rồi, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.